tiếp tục tiếp Trời tục anh nữa. ơi, em đang bị kiểu giống như là hoa nở đầy mình á. Anh hiểu cái cảm giác mà mình Dạ. xuống mình mừng mọi người mình nó. MV lần này xuất hiện trong top trending của YouTube thì Miu Lê nghĩ rằng là mình sẽ đứng vị trí thứ mấy? Em luôn mong muốn ngôi lên một lần đứng hạng nhất, tại vì Dạ, cuộc đời đứng vị em trí thứ nhất. Ok, thì em tất được vào nhiên. rồi kìa anh. Anh ơi em được vào rồi, em vừa mới được báo thông tin là em được vào rồi. Thưa quý vị, lúc này đây thì có lẽ là Bảo sẽ mở YouTube ngay tại đây luôn để xem rằng là lúc này đây thì giá như cô ấy chưa xuất hiện đã lọt vào top trending của YouTube. Chính xác là vị trí thứ mấy ạ? Vị trí thứ 5 trên YouTube, và có lẽ rằng là cái con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp Trời tục anh nữa. ơi, em đang bị kiểu giống như là hoa nở đầy mình á. Anh hiểu cái cảm giác mà mình Dạ. xuống mình mừng mọi người mình nó. Tuyệt Cuộc vời. đời Có em. điều gì chia sẻ với quý vị khán giả hay là với ekip, nhưng mà chúng ta đã có một thành quả phải nói là đầu tiên cụ Dạ. thể. Em chỉ cần thề, em thề bác là trong lòng em là em mong muốn được vô trending mà cao nhất là top 1. Cuộc đời em chưa bao giờ được cái cảm giác này. Nhưng mà bây giờ em được vô trending là em không biết nói gì. Bây Trời, giờ là cảm top ơn tất 5 cả mọi rồi, bây người. giờ là top 5, là chúng ta đã bước một chân vào cuộc đua của top trending của YouTube Dạ. rồi. Cảm ơn khán giả rất là nhiều, tại vì khi mà em được những cái lượt view như vậy rồi được vô trending thì tất cả đều là mỗi tay khán giả cho em một like, một share, một view thì em mới được cái điều này. Cho nên là cảm Ok, ơn và khán quý vị giả. ơi, ai đã nghe ca khúc này rồi mà bị nghiện đó thì mình cứ nghe trong những ngày sắp tới, hoặc là bấm vào nút share để giúp Miu Lê để bước vào cái cuộc đua Dạ. top trending trong những ngày sắp tới nữa. Cảm ơn Bây anh. giờ thì mình sẽ quay trở lại với nội dung của MV lần này, thì có thấy rằng là Miu Lê có chia sẻ rằng là cái nội dung của ca khúc này Dạ. nó giống với Miu Lê luôn. Mình Dạ. có thể chia sẻ nhiều hơn hay không? Nó không hẳn là giống đâu anh. Kiểu về khi đầu tiên khi mà em ngồi nói chuyện với anh Vương Anh Tú để mà anh nói với anh mong muốn của em rồi cái câu chuyện của em để anh viết ra được bài này á, thì em có chia sẻ về câu chuyện tình yêu của em kiểu như là để lấy ý tưởng rồi lấy nhen nhóm đâu đó một vài chi tiết thôi Thế thì rồi. cái yếu tố mà các bạn nói trong cái MV này là cái yếu tố Tuesday có À, hay không? anh xem anh có xem MV của em chưa ạ? Có. Dạ, thì anh thấy là cái nhân vật thứ người thứ ba này không có lỗi và cũng không ai có lỗi hết á, chỉ là lỗi là hai người không 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 trọn vẹn thì đó là lỗi, người ta gọi là lỗi lỗi gì anh, lỗi định mệnh. Chắc là lỗi của định mệnh đó. Dạ đó, thì em thật ra em không muốn nhắm vào Tuesday hay là người thứ ba gì hết, em muốn kể lại đây là một câu chuyện buồn, một một cái điều gì đó day dứt trong một mối tình hoặc là một cái ca khúc buồn muốn gửi đến khán giả thôi, chứ thật ra em không muốn xoáy mạnh vào chuyện người thứ ba, em không muốn động chạm ai hết. Anh thấy rằng là trong một năm vừa qua thì nhiều cả về phim ảnh này, về âm nhạc thì cũng đặt ra cái tình huống người thứ ba, nhưng mà không xem nặng cái lỗi của người thứ ba, cái sự xuất hiện của người thứ ba đó, tại vì ai cũng mưu cầu hạnh phúc mà, đúng không? Thế nhưng mà qua MV đó, nếu được thay đổi một xíu về cái kết của MV này thì em có muốn thay đổi không? Hay vẫn giữ nguyên như vậy? Em muốn giữ nguyên như vậy, em muốn để lại một cái sự tức tối, nó không phải là phẫn nộ, nó không phải là cái tức của phẫn nộ mà nó là một cái bức rứt kiểu như bây giờ các bạn trẻ hay có cái câu tao không mà tao tức á, cái kiểu tức mà nó cứ lấn cấn làm cho mình không Khó có chịu khó luôn, khi chịu. mà xem tức á mà Dạ không đúng. biết phải làm gì. Tức là đúng rồi, cái chữ tức đó anh, nó khó chịu Ok, thì em muốn như vậy. nhưng mà anh hỏi lại một xíu, tại vì hồi nãy mình lướt qua cái vấn đề đó hơi nhanh, đó là Miu Lê có chia sẻ rằng là nó giống, thì thế thì cái câu chuyện này với câu chuyện của Miu Lê nó giống được bao nhiêu phần trăm? À, nó giống ở một chỗ là cả hai người này không hạnh phúc, à không không happy ending Dạ, yeah, đó. với Miu Lê cũng như vậy. Dạ. Nhưng mà sao lại tươi cười đến như vậy, vừa chia sẻ cái yếu tố đó xong mà. Dạ nhưng mà tại vì em đang bị vui dư âm cái vụ trending anh. Và bây giờ thì sẵn vui ở đây thì chia sẻ niềm vui luôn. Dạ. Đấy thì trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái video lần này thì đâu là kỷ niệm vui nhất đối với Miu Lê? Kỷ niệm vui à, thật ra trong cái những cái ngày quay này nó không có vui lắm đâu anh, tại vì em phải giữ cái tâm lý của mình để mà diễn cho xuyên suốt, thì cái kỷ thì một cái điểm điểm mà em cảm thấy vui là em hợp tác với Kawai, em cảm thấy rất là hài lòng và không uổng công mình đã kiểu ngưỡng mộ, nên là em vui vì điều đó, vì mình được làm việc với một ekip rất là chuyên nghiệp và đâu ra đó nói gì là cả, ví dụ hứa hôm nay có cái này là có, hôm nay giao cái này là Dạ. giao, thậm chí giao sớm nữa đó anh. Nên là Mà Kawai thì không phải là một người rảnh, rất bận về cái lịch của đó, em Kawai. rất là thấy ngưỡng mộ vì điều đó, Dạ. bận kinh khủng em không thấy một ngày rảnh, nhưng mà hứa với em là hôm nay có teaser, là thí dụ hứa em 8 giờ có teaser đi thì là 6 giờ đã giao rồi kiểu vậy anh, Đúng hẹn mà còn sớm sớm hơn hẹn xíu nữa, cái qua sớm là hẹn. sớm hẹn chứ không phải đúng Dạ. hẹn anh.